Ông Cao Thắng vỡ òa khi vợ mang bầu lần hai. Ca sĩ ông Cao Thắng nói bất ngờ khi Đông Nhi thông tin mang bầu lần hai trong chuyến du lịch. Cặp sao công bố tin vui vào ngày Valentine, 14 phần 2, nhận nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, khán giả. Ông Cao Thắng nói bà xã đánh úp bằng việc tặng anh hộp quà dịp Giáng sinh 2023 khi cả nhà đi du lịch ở Đà Lạt. Lúc mở ra, anh vỡ òa trước tấm thiệp có dòng chữ Hello Daddy. Ca sĩ nói, tôi hồi hộp đến mức toát hết cả mồ hôi hạnh phúc không thể tả. Ca sĩ đang ở tháng thứ ba của thai kỳ, cho biết sức khỏe tốt. Theo cô, cảm xúc làm mẹ còn nguyên vẹn, giống lần đầu có Winnie. Hai tháng qua, Đông Nhi thỉnh thoảng mới xuất hiện trước công chúng. Hôm 21 tháng 1, cô cùng con gái 4 tuổi lần đầu diễn vơ đét trong sự kiện thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh. 15 năm bên nhau, Đông Nhi nói viên mãn về gia đình, sự nghiệp. Với cô, ông Cao Thắng luôn là điểm tựa vững chắc về tinh thần, ủng hộ cô hết lòng với đam mê con gái Winnie bắt đầu biết tự lập nên cô không gặp khó khăn trong việc nuôi dạy. Đông Nhi nói, tình cảm gia đình giúp tôi xoa dịu mọi thứ, vượt qua mọi áp lực. Tôi luôn giữ được năng lượng tích cực, tinh thần tươi mới vì đang hạnh phúc. Cô tên thật Mai Hồng Ngọc, 34 tuổi, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt Ngào, Cho Em Một Lần Yêu, bình Gơn, Vì Ai Vì Anh. Tháng 12 năm 2018, Đông Nhi làm live show kỷ niệm 10 năm ca hát tại sân vận động quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trong 15 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng cống hiến, mai vàng, nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mama 2015, nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc của IMA 2016. Đông Nhi, ông cao thắng hẹn hò năm 2009, kết hôn sau 10 năm bằng đám cưới quy tụ dàn sao đình đám của showbiz ở Phú Quốc. Họ đón con gái đầu lòng hồi tháng 10 năm 2020.